chào mọi người, hiện tại công ty Maru đang có một chú gián, và cái người bắt chú gián này là chị quản lý. Đây, chủ nhân của người bắt chú gián. Và Tùng sẽ đem con gián này tặng cho một thành viên rất là thích gián của Unify. Mọi người đón xem thành viên đó là ai nha. À, Sara. Ý, anh chị. Anh sẽ tặng con này cho Sơn. Anh quay đấy làm gì? Tặng cho Sơn. Hello mọi người, thì hiện tại thì do là không được thấy KO ở đâu cả, nên là bây giờ Tùng sẽ gọi điện thoại cho KO. Không cho mọi người thấy số điện thoại được, sao đi mọi người. Thì vậy tắt tí mình đi. Để cho mọi người nghe điện thoại nè. Alo Sơn hả? Alo KO Unify phải không? Tùng nè, Tùng Maru nè. Tùng Maru Unify. Anh đang ở đâu vậy? Cái gì? Anh đang ở đâu? Nói gì không nghe? Anh đang ở nơi nào? Anh đang ở đâu? Anh đang nhìn thở. Bao giờ anh về? Sao nó về anh không vậy? Về nhanh nha, có fan gửi quà cho anh nè. Ok. Quà đặc biệt luôn, về nhanh nhé. Kêu. Kêu à. Dạ đi chưa? Dạ. Ủa sao bây giờ? Kêu dạ chưa? Kêu dạ. 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 Dạ đi vô lên. Chị. Đi. Dạ vô lên. Dạ. Dạ vô mà. Tụi nói gì sao? Unify là chạy nhất. Tôi lại lấy nước. Anh làm hết.